Lý do Lê Dương Bảo Lâm cười tươi cùng đồng nghiệp khi về lo tăng lễ cho mẹ vợ vào chiều 25 tháng 10. Dương Lâm đã đăng tải bức ảnh thân mật bên đồng nghiệp trong chương trình 2 ngày một đêm cùng dòng trạng thái như sau. Cảm ơn anh em, cảm ơn ekip hỗ trợ mọi mặt cho em. Hai hôm nay giờ em về với mẹ đây. Khi thấy Dương Lâm cười rạng rỡ trong bức ảnh, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên. Vì mẹ vợ của anh vừa qua đời cách đây 2 ngày. Vì thế một bộ phận khán giả tỏ ra khó chịu với Lê Dương Bảo Lâm. Được biết, Mẹ của Quỳnh Quỳnh qua đời vào ngày 23 tháng 10 sau 8 tháng điều trị bệnh. Nhiều bình luận tỏ ra thắc mắc như sau, mẹ Quỳnh vừa mất mà đăng ảnh cười tươi vậy anh. Lúc này đăng ảnh như vậy có hợp lý không anh? Không để mọi người đợi lâu, Lê Dương Bảo Lâm liền giải thích lý do đăng ảnh tươi cười như sau, cứ hỏi sao mà cười tươi dữ vậy, cười vậy còn không bằng 15 tiểu phẩm hài Lâm diễn hai hôm nay nữa kìa. Cười vậy nhầm nhà gì, về gặp mẹ phải vui chứ. Sau lời giải thích của Lê Dương Bảo Lâm, có thể thấy dù cười nói vui vẻ nhưng trong lòng nam diễn viên rất đau trước sự ra đi bất ngờ của mẹ vợ. Được biết, Dương Lâm luôn mong muốn mang nguồn năng lượng tích cực đến với người hâm mộ. Vì vậy anh cố nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong là điều dễ hiểu. Được biết, mẹ của Quỳnh Quỳnh nhập viện vào đầu năm. Bà đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các bạn nghĩ sao về hành động của Lê Dương Bảo Lâm? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé!